Có khi nào bạn đã ngồi cạnh cửa sổ gần cánh máy bay khi chiếc máy bay cất cánh chưa? Và nếu bạn chú ý, bạn sẽ thấy dao động của cánh máy bay đó, giống như nó đang bị cái gì đó nâng lên. Điều này có thể thấy rõ ràng hơn ở đôi cánh cong của Boeing 787 và không ai khác, đó chính là lực nâng. Và đó là thứ giúp những chiếc máy bay, những chú chim và cả những cánh diều tuổi thơ có thể bay lên được. Và giờ chúng ta cùng nhau vào buồng lái, bay lên và xem làm thế nào mà cái lực nâng này lại có thể nâng được những chiếc máy bay nặng cả hàng trăm tấn lên bầu trời, bay vi vu khắp địa cầu. Khi một chiếc máy bay bay trong không khí, nó chịu tác động của bốn loại lực. Đầu tiên là lực đẩy do động cơ tạo ra, đẩy máy bay về phía trước, chống lại lực đẩy, đó là lực kéo hay lực cản của không khí. Loại lực thứ ba là lực nâng do cánh máy bay tạo ra, cuối cùng quá quen thuộc với chúng ta, đó là trọng lực của trái đất, lực này kéo máy bay xuống. Khi lực đẩy lớn hơn lực kéo, máy bay sẽ bay về phía trước, và điều tương tự, khi lực nâng lớn hơn trọng lực, máy bay sẽ bay lên. Giờ chúng ta đã biết lực nâng được đôi cánh máy bay tạo ra. Vậy làm sao một đôi cánh cố định lại có thể tạo ra lực nâng đủ lớn để nâng thân chủ cả trăm tấn của nó lên không trung? Giờ mọi người hãy nhìn hình minh họa mặt cắt cánh máy bay do tôi vẽ sau đây. Vâng, là tôi vẽ và tôi không phải là họa sĩ. Cánh máy bay được thiết kế để khi không khí đi qua, nó tạo vùng áp suất cao hơn ở bên dưới cánh và áp suất thấp hơn ở trên bề mặt cánh. Vùng áp suất cao bên dưới cánh sẽ tạo ra lực nâng, và chính đó là thứ đã giúp những chiếc máy bay bay lên. Nhìn tấm ảnh này, bạn có thể thấy rất rõ đám mây hơi nước hình thành trên bề mặt cánh máy bay. Đám mây hơi nước hình thành khi không khí ẩm được làm lạnh xuống nhiệt độ dưới điểm dương. Khi một cánh máy bay tạo ra lực nâng làm áp suất không khí trên cánh giảm, kết quả là nhiệt độ không khí cũng giảm và đám mây hơi nước có thể hình thành. Khi máy bay bay càng nhanh, chúng tạo ra lực nâng càng lớn, và điều ngược lại, chúng bay chậm lại thì lực nâng sẽ giảm theo, cho đến khi chạm một giới hạn tốc độ nào đó chúng sẽ thất tốc. Thất tốc là một thuật ngữ hàng không, mỗi máy bay sẽ có một vận tốc thất tốc riêng. Khi bay chậm hơn vận tốc này, cánh máy bay sẽ không cung cấp đủ lực nâng để duy trì độ cao mong muốn của máy bay, và thế là nó bắt đầu rơi xuống. Giờ chúng ta đã biết máy bay bay được là nhờ đôi cánh có thiết kế khí động lực học của nó tạo ra lực nâng khi máy bay di chuyển về phía trước. Vậy còn trực thăng thì sao? Chúng có thể cất cánh và hạ cánh thẳng đứng mà không cần phải di chuyển về bất kỳ hướng nào. Trực thăng không có cánh cố định và cũng không cần phải di chuyển về phía trước, nhưng chúng vẫn bay được. Đó là nhờ chúng có cánh quạt, và những cánh quạt này có thiết kế tương tự cánh máy bay. Thay vì phải bay về phía trước thì chúng xoay tròn, khi đó những cánh quạt này di chuyển quanh trục của nó và tạo ra lực nâng. Cánh máy bay cũng có rất nhiều thiết kế và hình dạng khác nhau, từ thiết kế cánh bay ở các máy bay ném bom tàng hình như B-2. Cho đến những đôi cánh hình tam giác của tiêm kích huyền thoại MiG-21. Nhưng một điều chung là chúng vẫn giữ vai trò của mình từ thời sơ khai đến giờ, là tạo ra lực nâng cho máy bay. Cho đến nay, máy bay vẫn là phương tiện vận tải nhanh nhất và an toàn nhất thế giới. Chúng đã góp phần rất lớn giúp phát triển nền kinh tế thế giới và nhiều lĩnh vực khác, trong đó là kể cả quân sự. Video hôm nay về chủ đề cánh máy bay đến đây là kết thúc. Cảm ơn bạn đã xem video và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Chúc bạn một ngày tốt lành.